Đây rồi, nhận về với thượng đế nha. Dạ. Bỏ cái xác phàm này về trời nha. Dạ. Không ở thế gian nữa. Dạ. Ấn chứng rồi đó. Dạ. Về trời. Thiên gì? Tại mấy chư thiên đứng dạ, đây. Còn tiêm đại minh trần. Mấy vị ghi nhận nha, thiên đại minh trần. Thiên kim. Thiên kim hả? Rồi mấy vị đứng trên bầu trời chứng đây. Dạ. Dương ly. Khi nói chuyện với bộ là mấy vị ở trên mây ghi tên á, phải tự đọc cái tên lớn lên cho mấy vị ghi. Thiên Kiều. Thiên Anh. Rồi mỗi lần về ghi tên là nhận với đại tử. Thiên gì đọc lớn lên cho mấy vị nghe. Thiên. Hả? Thiên Phượng. Được rồi. Đi cho bộ giải thích mấy cái đồ mình đeo á. Mình đã từng đưa một vị thầy nào rồi. Ma nó cũng có cái lực của ma. Nó bỏ cái thần thông ra đây gọi là điển. Nó cũng giống như cái điển gì vậy đó. Thì đưa cho bộ là cái điển thanh là điển của Bồ Tát. Thì nó chói lại cái điển kia. Cho nên mình đã hà đưa cái mới. Cái này cũng ngoài chợ. Không chợ. Mới tên luôn. Mới tên luôn rồi. Mới tên luôn chứ con xin cho mấy đứa cháu. Ok. Cậu ơi đưa thôi. Cái tủ. Cái này không mở được không được sao sư phụ? Đây là nhà của con đó sư phụ. Hả? Đây là nhà của con. Đâu dạ. Sư phụ dạ. Con nhờ sư phụ điển cho con. Dạ. Phải đọc tên cho mấy chư thiên nghe. Dạ con là Thiên Văn Trình. 66 tuổi, tuổi Kỷ Hợi. Rồi về dạ. Với thượng đế nha, về trời nha. Dạ. Con là Thiên Anh. 63 tuổi. Nhờ sư phụ điểm vô đây cho con. Dạ. Cô bác hồi nãy mà mơ sư phụ mới nhận cho con điện thoại á, để con bỏ vô trong Telegram á, ghi tên với số điện thoại. Đâu có nhiều quá vậy. Rồi. Tên đi rồi cái gì đó chị vô trong cái Instagram này là có gì mới rồi người ta thông báo cho được. Dạ. Để cái tên với cái số điện thoại vô. Không để số điện thoại thôi. Xin vẽ đó hả? Vẽ nhận đầm đệ tử. Ơ dạ, con không biết nói tiếng Hoa mình. Cô chưa vẽ, sư phụ chưa, cô không nó nhận đệ tử không? Như thầy ở thế gian này có tu nổi thế nào nữa cũng hai ba chồng. Mấy ông thầy tại mà ngồi hang động năm năm cũng hai ba chồng. Anh la cho anh có bảy chồng. Con xin sư phụ nhận là tên gì? Dạ con là Thiên Phồng Thịnh. Thiên Phồng Thịnh. Thiên Phồng Thịnh. Con là Thiên Kim Thanh. Đồ ăn điện thoại để bỏ trong cái Telegram. Thế nào đây hộ là đừng là chưa từng có thầy nào cầm nha. Đã có thầy nào cầm á mấy ổng không ổng còn là chuyện là nó không có bằng cảnh đây nha. Cái chúng bên đó là đưa cho chúng tôi đây rồi. Ok, ngồi nghỉ mệt một chút. Anh ghi số điện thoại vô đi. Rồi, nói chuyện với mấy bạn. Hai tuần sau mới vô rồi. Nhân làm đệ tử hả? Tên gì? Thank you. Ở Houston hả? Ở đây, dạ.
Rồi, có ông trời hết. Bữa nay nhiều con trời gì trời. Sẽ thiền bát nhã của sư phụ nó chứa được 8.000 tỷ người. Mà bữa nay nó còn vắng lắm. Nhiều chỗ để mình lên á. Lùa được ai lên thiền bát nhã thì sư phụ về trời cha cho cái bông sen bự hơn. À, anh giúp cái cổ đây đó. Gặp được là một Bồ Tát sống tại phàm là đã có phước rồi. Sư phụ sẽ Bồ Tát nhận đệ tử thì hứa ai mà đã là đệ tử thì nó kiệt. Sư phụ cố gắng sẽ đưa về chạy hết. Nhưng mà bắt đầu hôm nay là phải biết thay đổi. Quay đầu. Tại sư phụ ngoài các phàm ra cái chiếc thân ban đêm nó đi cả ngàn người á, thì khi nào có nạn gì cứ kêu sư phụ Thiên Lý Kiệt là phụ bài tới. Và đồng thời cái ngày mà vô nhà thương cận tử nghiệp á mà có nạn á cũng kêu, thì cái chiếc thân nó sẽ cứu. Thầy trò mà đâu có bỏ đệ tử đi vào củ quyền hay là ba đường ác. Đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, biết không? Phải kêu tên đó nghe. Đọc tên lên cơ. Lớn lên mấy thiên nhân trời nghe nè. Mấy cái ghế cho mà bác này ngồi là mấy ông. Cho con sư phụ cho con hỏi lúc mà mình muốn cúng cha với mẹ, con quên sư phụ nói là mình cúng bao nhiêu ly nước, bao nhiêu bông vậy? 12 nước mình 2 bông. Rồi dĩa trái cây hả sư phụ, ngũ quả. Rồi phải hành hướng qua một hướng đông bắc. Đông bắc dạ. Quay về hướng đông bắc lại. Rồi có giờ không sư phụ? Có giờ nào tốt hay không? Không có giờ rồi. Ngồi thở một chút rồi. Cầm này làm dấu con về ai nhận con cho. Có viết đỏ không? Này cũng có cái tâm á. Ai về thì ai tỉnh con cho không? Ai đi. Rồi con đổi 100 đô bao nhiêu đây? Một tờ này á con bán 50.000 người ta mua á. Dạ dạ. Tại vì cái tiệm neo mà ế á, con để một tờ này á là tiệm neo sẽ đắt lại. Tại vì chữ ký của sư phụ vô là ông thổ địa ông sẽ gia hộ á. Cho nên con đừng có bán nghe. Mấy chủ tiệm giống như chợ Hồng Kông 4 đang ế là vì nó có dòng lĩnh trọng. Con chỉ dừng cho một chủ chợ Hồng Kông cái này thôi. Ông cho con 500.000, ông cũng dám cho lắm. Để cái chợ đắt lại. Tại cái này là ấn ký của thiên tử. Thì cho nên tất cả những cõi vô hình dòng linh nó có hiệu lực. Giống như là một cái passport đi Mỹ vậy đó. Cho nên cái này nó màu nhiệm lắm. Nhưng mà nó chỉ có màu nhiệm bên cõi vô hình thôi. Bình thường á mấy cái ai mà bị trúng bùa trúng ngải hay là bị hư ém á đeo trong người sẽ không bị. Ủa mà sao con mua nhiều như vậy? Dạ thưa ảnh hôm Tết vậy thì chị để cho phụ. Hôm nay có cho phụ lên. Cảnh gì con ngồi viết cái nào mỏi tay thì ngưng nha. Thì mấy cô mấy bác đưa đi. Có mấy người có ít á thì đưa hay không? Hỏi đi sư phụ có giờ không? Dạ dạ cảm ơn. Xin chúng này được rồi. Nghe cái chữ này để hồi giải thích. Mình có cái gì mình phải hiểu. Nhận sư phụ là sư phụ cũng phải hiểu rõ sư phụ là ai. Chứ không phải mình ra đường bừa bãi mình muốn gia nhập hay nhận ai nhận. Chữ này tất cả các thầy trong chùa đều biết. Gọi là án lam. Án lam là một cái danh tiếng là để mà thử tà trừ ma rồi yêu gì đó. Thì sư phụ cũng dùng cái tử hồi xưa sư phụ tu trong chùa sư phụ biết. Nhưng mà nó khác nhau. Của thầy cũng viết y chang vậy. Của sư phụ viết. Nhưng mà mấy chư thiên đang nhìn thấy cái chữ này là cái nét chữ của sư phụ. Không có ai giả được. Thì nó có màu nhiệm là ai là người biết á là mới quan trọng, hiểu không? Thì nó lại nó vừa có cái hiệu lực mà nó vừa màu nhiệm là đích tay của sư phụ là người. Cũng cái mắt thấy rõ vậy. Trời luôn á, từ đẳng tới đây mình không biết. Con mới 80 tuổi rồi.
Mới 80 hả? Thầy Thầy giải thích, ở phía sau thường á, thường viết chữ khổ. Chữ khổ này không phải của Thiên Tướng Kiệt, không phải của Thiên Tử, mà là của Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, là sư tổ của họ Thiên, các con á, là cái ông mà trong chùa bảy chiếc giày á. Thầy Tổ thường nói chuyện, thì Tổ đã kêu thụ cho chúng sanh thời tận thế này quá khổ, chúng ta quá khổ, cái gì cũng khổ á hiện giờ. Thì ai mà nhìn chữ khổ này, mà nhìn mà nó nhập tâm chữ khổ á, mà chữ khổ mà nó nằm vô trong đầu mà phải đúng cái nét của chú Hụ viết nghe, thì tự nhiên sẽ hết khổ. Thì Tổ nói như vậy. Thì cách đây một tháng, lúc mà chú Hụ nhập thất hai tầng ở Thiên Long Sơn á, thì Tổ hiện về trước mặt, cái nói thưa Tổ, con đã phổ biến cái chữ này lên trên cộng đồng mạng rồi, nhiều người đã có chữ khổ, nhưng mà họ vẫn còn khổ. Rồi là bây giờ Tổ có cái gì để dạy con, để mà lên dạy cho mấy đệ tử họ Thiên nữa không? Tổ chỉ nói đơn giản con cầu và ông biến, biểu họ chấp nhận chữ khổ đi, thì tự nhiên nó sẽ hết khổ. Có nghĩa là nhiều người có cái tờ này nhìn, nhưng mà nhìn qua con cái rồi biêu bọt rồi tiền nhà rồi chuyện này chuyện nọ, họ không có thừa nhận là họ đang khổ thì vẫn không hết khổ. Thì đó là nguyên văn câu chuyện Tổ nói sư phụ. Cho nên ai có tờ này á, thì lâu lâu buồn á, bỏ ông bóp nhìn chữ khổ lên máy bay hay gì á. Còn cái này á, thì nó có hiệu lực để dưới đích của ông thổ địa, mà mỗi tiệm neo hay tiệm cơ sở làm ăn, thì ông đó thì ông nhìn thấy cái nét chữ sư phụ á, ông sẽ nể một chút, thì ông sẽ có thể giúp á nghe. Ông giúp hay không hỏi ông. Tại nhiều người nghiệp nặng quá. Sư phụ con xin lỗi, sư phụ cắt nghĩa ở cái trước đó, đó sư phụ đừng viết đó, sư phụ cắt nghĩa cái đó một lần nữa được không? Nãy con không có nghĩa. Án làm. Án làm. Chữ dạ. Này gọi là án làm. Dạ. Án làm là tà ma xui xẻo trừ chị buồn ngãi thương em. Dạ. Mà sư phụ đâu có viết chi nhiều với trời. Đây ngồi nói chuyện cho giao viên thôi mà, thì vừa viết thì tay làm, óc suy nghĩ, miệng nói, ai muốn hỏi thì hỏi. Còn sư phụ viết thì tập trung viết, tại viết cái này phải nín thở viết. Còn muốn sư phụ nói mà để cho giống như nói pháp nói đạo á, thì phụ phải ngừng viết. Muốn sư phụ làm gì? Viết trước thì sư phụ hỏi được không? Khó gặp sư phụ, sao sư phụ viết cho con. Hơn 30 năm trước con đã biết là Thiền Tâm sẽ ra đời. Con không hiểu tại sao. Là con cũng hơn 30 năm trước con đã thấy sư phụ, nhưng mà với hình dáng là một thiền tử khoảng 10 tuổi. Là hơn 30 năm trước rồi. Là lúc đó con ở trại trị nạn Singapore. Cái mặt của hàng thiền tử như thế nào? Ờ, không biết lúc đó cái con này thấy chưa nói trên mạng mà con mà nói trúng mà là con nói đúng. Con thấy con nghe clip xuống con đầu lại. Không, con thấy mặt thiên tử như thế nào? Sư phụ biết cái mặt của sư phụ. Giống giống cái hình mà sư phụ phối lên. Giống người Á Châu này nghe. Giống người Á Châu. Giống người Việt Nam. Vậy là con sai. À, con không biết. Con nhìn mặt cha mẹ đi. Cổ thiên tử trên trời đẹp trai cực kỳ. Người thấy nhan sao đẹp bằng. Giống giống cái hình. Cái tướng này xấu quá. Giống giống cái hình mà sư phụ post lên cái bài bài hát mà gia nhân nhéo là tự gì thân tứ đại là phải già phải không? Thiên tử thiệt đâu có bao giờ già, trên trời là không có ai già hết. Dạ khoảng 10 tuổi. Phật mẫu có một nguyên một cái vườn đào. Ai ăn trái đào là trường sanh bất lão. Trời vườn của mẹ là con của mẹ vô ăn như trái mà không được. Chứ hồi đâu có già đâu. Nhưng mà so với người thế gian á là sư phụ đã mấy trăm triệu tuổi rồi, tỷ tỷ rồi. Người về trời á, mấy con cũng là con của thượng đế hết, là chúng ta là anh em. Về trên sư phụ nhỏ xíu tuổi à, cho nên xuống trần cũng vui vui rồi, nhưng mà cũng náo nhiệt lắm phải không? Thích ca nhưng mà giờ không dám ca nữa, sợ mấy mấy đệ tử lớn tuổi bị chấp á. Trời ơi, ngày xuống đây ngày còn ca nữa để cho Đàm Vĩnh Hưng nó ca. Nhưng mà nhiều người hiểu lầm, cái điển thanh á nó độ được tất cả tầng lớp, chứ không phải chỉ có ở cái tuổi của mình. Hỏi mà nghe được cái âm thanh sư phụ là ngủ ngon và tâm an lạc, tại vì cái luồng điện của sư phụ nó mạnh lắm,
đứng đây cũng thấy an lạc nữa, trừ khi đứng mỏi chân thôi. Anh lên kiếm ghế ngồi đi. À, thì nó có cái hiệu quả đó. Chứ thiên tử thiệt á, con thấy là đẹp trai lắm. Đẹp trai hơn con có 100 cái thằng con cao nữa. Thằng đó tướng này hơi chóp bì á. Ủa tướng trai đẹp trai lắm. Bởi vì cha mẹ mới cưng, mới thảy xuống, bi chí dũng đầy đủ, thì mới truyền cái những gì. Truyền đạo là truyền những cái gì của người đó có kinh nghiệm, những gì thầy giảng pháp trong chùa cũng vậy, và thượng đồ cũng vậy, truyền những cái cuộc đời kinh nghiệm. Thì sư phụ là người như thế nào, sư phụ xuống đây cũng nói như thế đó, là tất cả họ thiên á, là phải tự đốt đuốc đi nha con. Nhưng mà cả tuổi này á, đốt cũng hơi khó. Nhưng mà giờ chót á, thì biết quay đầu ngồi đây. Khi mà vô phòng bệnh viện ICU á, thì kêu tên Thiên Tấn Kiệt, nhưng mà về nhà hoặc là vô đây nè, mỗi cuối tuần rảnh rảnh vô đây lại sẽ nói cha. Thì cha sẽ cứu. Dạ, sư phụ, nhà con có đàn thờ luôn. Thì cứ mỗi ngày rảnh vô đó lại. Mỗi ngày hai thời. Mà ngày nào mà không lại là ăn cơm không ngon đó. Dạ. Muốn ăn cơm ngon là phải vô lại sám hối. Dạ. Giờ không cần đọc kinh gì hết, chỉ cần lại thôi. Tại tuổi này sao đọc nổi. Dạ. Cứ vô lại lên lại xuống. Để mà bao nhiêu nghiệp chướng của mình đó. Sám hối nó quan trọng hơn đọc kinh đó. Đọc kinh nó quan trọng ở tuổi trẻ. Nhưng mà tuổi lớn là sám hối. Cái nào nó cũng là quan trọng nha. Nhưng mà cuối tuổi này thì thù khuyên nên sám hối nhiều. Dạ, sám hối ba ngày nói ăn chay trường nha. Dạ, con cỡ tuổi này mà ăn mặn nữa là con ăn 20 năm rồi chứ phụ. Ừ. Dạ. Để cho nó nhẹ nhàng cơ thể. Lúc lại sám hối tại khi mình có niệm gì không sư phụ, hay Nam Mô Di Đà Phật hay nói gì? Mình chỉ tưởng nhớ những chuyện xưa mình làm sai. Ví dụ hồi xưa mình phá thai, hay là mình lường gạt ai, yeah, cắm sừng trọng vậy, cái vân vân và vân vân, gán nhớ lại, yeah, thì cái lại gia thức nó sẽ xóa. Yeah. Tại vì cái địa ngục là nó nằm trong cái lại gia thức mình. Khi mình trở thành một người thánh thiện á, là mình sẽ nhớ lại những cái chuyện mình làm không đúng. Cho nên lúc mình sám hối đó, là hôm nay á, tôi xóa lại cái chuyện cũ của tôi. Mục đích là vậy. Địa ngục là ngay trong cái cơ thể chúng ta, ngay trong cái trí não chúng ta. Cái điện thoại của mình đó là cái sim đó, mình chụp hình tầm bậy á, nó cũng là tương tự như vậy. Còn trong đó là hình Phật, kinh Phật, lời hay ý đẹp của sư phụ thì là Phật là tiên. Còn trong đó chứa những cái đồ tào lao hay những cái YouTube không đúng, đó là địa ngục, là quỷ. Thì cái lại giới thức mình nó cũng như cái sim của điện thoại. Thì khi mình lại sám hối là mình nhớ lại, gán nhớ lại những hồi xưa tại sao mình làm như vậy, thì tự nhiên mình xóa. Chứ còn nếu mình không làm á, mà ống mà bác sĩ sắp rửa rút á, mình còn hối tiếc. Ngày xưa mình chỉ vì một miếng ăn, một vài ba đồng bạc mà mình tạo chuyện nghiệp lớn như vậy, mình hối tiếc. Khi mình hối tiếc, mình không có còn tha thứ cho mình, thì làm sao mình về với cha được? Có phải là mình bị đỏ không? Có hiểu không? Là giờ chót nó quan trọng là cái chỗ đó, gọi là cận tử nghiệp. Khi cận tử nghiệp là cái linh hồn phải thanh thản, không còn hối tiếc, không còn nhớ tới tiền của, và không còn liên tiếc con cái nữa. Nó có cái chuyện của nó. Đến lúc mà cận tử nghiệp mà bác sĩ gấp sắp rút ống, còn nói trời ơi con tôi bỏ đi, nó còn nhỏ, bây giờ nó không có nghề ngỗng gì, đang thất nghiệp, ai lo cho nó? Đọa đi ngục liền, không có được đi về. Thiệt á. Cho nên lúc mà mình bác sĩ rút ống á, là hôm nay sư phụ dạy mấy đệ tử lớn tuổi ngồi xe lăn này, là phải về lại sám hối, và đồng thời á, mình phải tha thứ cho bản thân mình trước, thì lúc đó cha với Phật với Thượng Đế với Chúa Giê-xu sẽ tha mình sau. Đó là lời thật đó nghe. Gán là, còn nếu mà mình không tha mình, lúc mà mình còn có mấy khắc mấy giây, mình rất là tỉnh táo, tại lúc đó nó hồi quang á, mình nhớ lại, mình hối tiếc chừng nào, mình càng bị đọa chừng đó. Cả những gì thầy có thể tu 70 năm, 80 năm, nhưng mà ông chỉ một lần làm lỗi,
Mà lúc đó ông nhớ là chuyện lầm lỗi của ông không tha thứ ông, ông cũng vẫn bị đọa như thường. Kén làm đi con. Cái đó cũng là bệnh bệnh nghiệp giờ mình sám hối là cũng xin nghỉ cái đó hả thầy? Thì làm sao mình, nếu mà mình bệnh nhiều quá thì sư phụ nghĩ chỉ làm sao lúc mà sám hối á, để cho bớt cái nghiệp của mình. Cái đó là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp nó không phải là đời trước mà nó cả nhiều cái thân trước. Chúng ta là những cái thần hồn bất tử đã mang từ thân này qua thân nọ, từ thành tinh này qua thành tinh kia, từ Bắc Cô Lô Châu qua Tây, Tây Ngô qua Châu Đông Thắng Thần Châu. Hôm nay chúng ta tụ lại Nam Thiện Bộ Châu, chúng ta đi vượt biên qua Mỹ quy tụ lại Houston, và hôm nay chúng ta tụ lại nữa là ngay Thiên Long Giang này. Thì chúng ta ở khắp tứ phương trong dãy ngân hà, thì những cái tích lũy nghiệp ấy nó gom lại thì nó đem ra thân bệnh. Cũng giống như sư phụ là người chiếc thân của những thành tinh kia, hôm nay sư phụ cũng phải lãnh cái nghiệp của thành tinh kia, nó không phải chỉ riêng thành tinh này, gọi là quá khứ nghiệp, tích lũy nghiệp. Nhưng mà tất cả đều xóa được, nghiệp như nợ thôi mà. Okay, tôi băng đắp xì đó nghe, tôi không có tiền trả, nó vậy đó. Bây giờ tôi chỉ còn vô chapter 7, chapter 13 vậy thôi, tôi trả thêm mình thì tôi lại mấy cái, thì nhà băng nó cũng xóa mình vậy, làm gì mình giờ cũng y vậy thôi. Nghiệp là mắc nợ mà BK. Còn sáng nói chuyện với quơ lắm cũng hơi mệt. Mà sư phụ nói rất là thực tế, cũng không có làm mít lòng ai. Và đồng thời sư phụ không có muốn mấy đứa em này giống như hẹn tới hẹn lui á, mà mất thời giờ người ta. Khi người ta expect mình cao quá, mình không up front á, mình sẽ làm phụ lòng họ. Đây trong đường trường á, mình còn gặp nhau hoài, không cùng chí hướng nhưng mà cũng cùng con đường là được rồi phải không? Cho nên thánh sư phụ là vậy. Còn nhiều người muốn chấp, muốn hiểu lầm thì kệ ổng, để ông nhân ông về ông suy nghĩ. Ổng gặp một người bạn như phụ là ổng có phước, không có cái đầu để lợi dụng ổng thì cũng chẳng có gì hết. Phụ cho ra không á, thì hôm nay cho ổng có cơ hội về đây để xây dựng cái gì. Đó là cái phước của người ta. Người ta không biết nắm giữ 10 unit là cái đó, là đừng có bao giờ làm được chuyện lớn. Đừng có tưởng vô hồ không biết tính trước khi tới đây. Chuyện nhỏ như con thỏ mà làm không được thì đòi bắt con cọp. Cọp giấy hả? Mèo không có nữa. Nên nhớ. Còn suy nghĩ vô hứa. Dở gặp sư phụ nãy hứa liền. Sư phụ nói luôn cái số. Chừng chịu mấy là con có 10 unit đây rồi. Đâu có khó đâu. Nó bị nghẹp vô cái này. Ôi, chùa qua Hilton có một bộ đồ này tối về giặt. Đưa ra. Bây giờ anh chơm. Làm từ thiện á, cái căn bản là gì? Cái căn bản là phải hướng thượng và phải hiểu ít nhất thần thánh, không cần biết đạo nào một chút xíu, chứ không phải mình ra là mình tính cộng trừ nhân chia. Trời, trên đó có những cái format của Do Thái, của Mỹ, nó thiếu gì? Rồi mấy thằng luật sư mà chuyên môn gì làm về trust fund á, nó ngồi nó dĩa ra dễ ợ cơ, mới không vô đó trả nó 300 đồng giờ là con cũng như họ đó, không có khó. Nhưng mà trước tiên á, mình phải làm từ thiện cho chính mình kìa. Mình phải biết buông bỏ rồi mình mới ra đời mình làm từ thiện được. Chứ không phải mình ngồi mình kiếm luật sư sau lưng rồi làm đóng giấy tờ gọi là từ thiện đâu. Nên phải coi kỹ á. Làm từ thiện người ta không cần suy nghĩ. Đúng làm. Cho nên cái chuyện gì mà mình nghĩ đúng là làm liền. Còn cái chuyện gì mà mình phải cân nhắc á, là mình phải suy nghĩ 24 tiếng á con. Còn hãy mà thấy cái này là chuyện phải làm là làm liền. Tại vì nếu không sẽ bỏ qua cái opportunity, cái cơ hội để mà làm công đức.
nên họ nãy họ bỏ mất cơ hội. Tại vì hôm nay em cả đóng cần mấy đứa nhỏ, cần người giúp đó, cũng lo giúp. Hỏi nữa đây có ai hỏi gì không? Lớn tuổi nó tạo công đức để duyên cho đệ tử này tạo công đức người con phát tiền vào cũng giống nhau nhưng mà có 100 đô à. Đệ tử này đưa một tờ nào cho ai á thì đệ tử này có công đức, lớn tuổi rồi con có nhiều cơ hội làm công đức, mục đích biết ý đúng không? Nhưng mà đừng có đi vòng vòng bán mấy tiệm nail rồi ở đây ông cậu chết ông thất nghiệp tội nghiệp ông. Ông có con ma à, ông kêu con ma tới cửa tiệm đắt có thiệt á. Rồi tới 3 tháng sau cái tiệm khác lại gần cái ông di chuyển con này qua con kia cái tiệm này ế lại. Cái bà chủ chạy theo kéo chân ông nữa rồi đưa 5.000 nữa cái con ma khác. Đó, cứ xây vòng nhá, có một nhân viên thôi mà làm việc nhiều nơi. Con tới đây lần được 5-6 tờ về em phát cho con hết rồi mọi người thấy xin. Hôm nay con nghe sư phụ qua con mừng quá. Sẵn có nhà có tiền rồi cái con cầm đi luôn. Này nó có hiệu lực, những người lớn tuổi thì đừng nít khóc. Để nghe đầu gối nó sẽ hết. Nói chung là sư phụ là người có đức rất là lớn ở cái cõi ta bà này. Quỷ trọng đức thần kinh mà thì cho nên cả ma quỷ nó thấy cái chữ giết sư phụ nó cũng nể thôi thì nó sẽ không có phá mình, chủ yếu là gì quỷ trọng đức. Đặt bàn cúng mà hồi không? Dạ sư phụ 10 phút nữa xong rồi mình cúng mình cái dinh nhà họ dinh mới đó. Chưa có tượng ổng mà. Dạ có luôn sư phụ. Có tượng ổng mở nè, ok rồi. Rồi mấy con cho sư phụ cái thao nước với cái bọc. Cứ để bển đi. Cứ làm sẵn hết đi. Dạ, đang chuẩn bị bàn. 10 phút nữa xong rồi sư phụ. Vậy 15 phút nữa, nửa tiếng. Ngồi đây đi, nào rủng rảnh rồi đi chứ không có bắt buộc thời gian. Dạ. Sư phụ nếu mà ở đâu mà mình biết được chừng nào sư phụ qua, sư phụ có website ở đây không? Của mà không có dám thông báo. Dạ. Thông báo cao đồng quá rồi. Dạ. Sư phụ không có rõ tới chiều được. Tại vì sơ sơ mấy đứa là tử gần thôi. Dạ. Nhưng mà nếu mà con mà muốn biết mỗi lần phụ qua đây hay không á. Dạ. Nói như Thu Ba nó bỏ vô trong nó có một cái group mấy đệ tử ở Houston á thì có thể cái group đó biết, nó có những cái group nhỏ nhỏ nữa. Dạ. À, có những cái đứa có cái group sát bên cạnh sư phụ nữa. Dạ. Có cái group trung bình, có cái group lớn của Houston. Rồi sau đó nó có một cái group lớn của Cali nữa. Ô nó tùm lum group hết. Dạ. Nhưng mà sư phụ đâu sư phụ không nói. Lần mấy lần trước con thấy có lên đài thôi. Thế mấy lần sau này không có. Con mở cái clip của sư phụ coi thường không? Ở nhà không có làm gì hết. Dạ. Yeah. Dạ. Có bổ ích gì không? Dạ thì sư phụ dạy sao con nghe theo vậy. Nhưng mà bởi vì sư tổ là đức đường hữu sổ, đức thầy nói á. Thời mạt mát á, ngu thành khôn là chỗ này nè. Còn khôn quá, thành ngu á là cái chỗ mà cứ ngồi phân tách này, phân tách nọ đó, thầy còn thầy. Con có Phật là khù khờn vậy, ngu thành khôn mà về chạy hết. Còn mấy thằng khôn cho nó dưới này đi. Ở về xưa Phật trời nói là thời nay là trúng hết. Con có ma của quỷ á, nó khôn, nó lành lắm. Biết sao, cái này em chung khó rồi. Con không khó là hồ giết thế này cũng là gieo duyên cho những ai mà có phước có cái tờ này.
Rồi từ từ á, họ được sự mầu nhiệm á, thì từ từ họ cũng sẽ tìm cơ hội, mỗi lần thụ về đây họ cũng tới, thì họ cũng là đệ tử. Sư phụ nè, cô bé đó, cô nguyên cái dấu yên tâm bên trắng nè. Nó làm gì? Dạ cô bé đó, nó bé nó mới đi nãy rồi. Y chang rồi sư phụ. Có hả? Dạ. Mới nó màu xanh. Cái này nó để cho. Chắc cô này, nhớ cô bé này chắc chừng tuổi 2 tuổi mà nói là hồi có bầu nó có gặp sư phụ rồi. Rồi bây giờ bé đó là thiên tâm. Thiên tâm hiện trên bầu trời Sài Gòn. Nguyên cái dấu luôn á. Dạ. Nếu mà không mà hiện mà không màu nhiệm thì sao hiện trên đó. Còn dấu thiên tâm á, hiện bây giờ á, ai mà đeo á, nó sẽ khác hơn á, những người bình thường không có đeo. Dạ. Chuyện gì nó cũng có thể, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, chuyện xui á. Rồi nó cũng lướt qua một cách nhẹ nhàng. Trong gia đình cũng được im thấm nữa. Cho nên thời nay á, phải nên đeo. Phụ phải đeo á. Cái này nó mấy con bình thường thì nhìn vậy nhưng mà nó có thần thông lắm, những cái gì nằm trong cơ thể sư phụ mà cầm hay là vô đây thì nó là giống như cái máy nhà đèn vậy, bảy dòng hào quang mà, thì nó vô trong này nhiều lắm. Thì mấy đứa đệ tử đeo á, tự mình truyền cái điển, cái thần thông của mình trong cái dấu của mình đeo. Chúng ta ai cũng có thần thông, ai cũng có hào quang hết, nó mạnh hay yếu thôi nghe. Mấy ông thầy cũng có, nhưng mà cái tâm ổng tà thì ổng truyền thần thông tà vô cái dấu và đeo vô. Cho nên nhiều lúc á, đeo tầm bậy tầm bạ, có mấy người mà mình không biết rõ rõ đó, mình bị lừng sừng nhức đầu hoài là vậy á. Cho nên không phải muốn đeo gì có ai đeo đâu. Thì cái ý nghĩa là vậy. Cho nên cái này phụ đeo theo á, là thứ nhất, để cho những người chơi bùa chơi ngải mà đứng xung quanh này á, cũng không có làm gì được sư phụ. Tại vì bảy giờ hồ ăn nó cạn nhờ cái thần lực này. Đồng thời thụ thấy người nào mà bệnh trong người thụ để lên đó, nó cũng rút cái bệnh vô đây, thì khỏi đi bác sĩ, khỏi nhờ nhà thương. Người nào sắp chết thụ để vô á, cũng sống thêm được vài ba năm. Trong vài ba năm mà quay đầu với cha mà đọc kinh á, là con thấy nó khác hơn là một người không biết gì. Ngày mai ngã cái bạch thì lúc đó đi đâu? Cửa thiên đàng á, đâu có mở cho những người không biết lên cầu thang thiên đàng đâu. Mô Phật sư phụ, con chị này con quen á, con mới nói với chị là biết sư phụ biết đạo cha, mà anh chồng của chị bệnh nặng quá, anh xin sư phụ nhìn mặt là biết bệnh nặng rồi. Dạ, con xin. Nhưng mà cái ngã còn lớn. Dạ. Để cho thiên hết ngã. Xin thầy giúp giùm thầy. Sư phụ xuống trần á, lập đạo cứu nhân loại 8 tỷ thời nay. 10 năm sau, 50 năm sau 8 tỷ của lớp mới, nó sẽ cứu 800.000 tỷ của trong 3.000 năm về sau. Còn mỗi một cá nhân nhân loại á, phải biết vô đó lại. Rồi đồng thời phải giống như con nuôi con của con mới về sanh ra, đứa baby nó làm gì? Con chim mới đẻ ra nó làm gì? Đói hả miệng. Còn muốn sư phụ cứu, ít nhất cũng phải vô lại cha rồi qua đây rồi phải nói cái gì, không phải ngồi im cái là sư phụ. Phụ đâu phải thầy thuốc đâu. Phụ thầy thuốc là sư phụ giàu rồi con. Dạ có lại. Lại rồi hả? Lại rồi. Rồi dấu thiên tâm có đeo đâu thấy đâu. Không, chưa có. Thì đó là cái nhẹ. Trong đó có. Không có đâu, không có đâu. Nhìn là biết rồi. Trước khi gặp sư phụ mà muốn cứu bệnh á, là phải biết cha rành, biết thiên tâm là gì thì phải đeo dấu hiệu thiên tâm trước. Chứ không phải mang cái thân tàn ma dại tới đây rồi cái sư phụ cứu hết bệnh này về cái tung tăng quậy nữa. Trời hôm nay xưa có bầu nhiều lắm. Cười. Có không đệ tử? Cười là có, nhìn là biết rồi. Cho nên sư phụ nhìn là thấy ngã. Còn... tự đặt cái tên, rồi tên thiên là cái gì? Thấy chưa? Thì là cái ngã. Chưa biết gì. Chứ thua lên mạng 5 năm nay rồi. Ai mà không biết. Mới đi bữa nay ngày đầu tiên. Ủa nhưng mà thù trên truyền hình 5 năm nay cái điện thoại có không? Trời xài điện thoại iPhone 14 nữa kìa. Làm sao mà không có? Bấm chuyện ngôn tấn chuyện mỗi một ngày á. Người ta tìm tên sư phụ là gần 300.000 người. Trên Google nó báo cáo á. Chẳng lẽ ở đây sát bên Thiên Long Giang thì không sao không biết sư phụ.
còn đúng không? Chứ không biết thì sư phụ nó có trúng không? Cái nhã con mà. Nhiều người họ nói gì đó. Nhưng mà cũng ok, tu theo thì cũng được á. Tu theo nhưng mà cũng phải là thiệt. Chứ hồi đâu có lấy ai đồng xu nào, tới ngày hôm nay cũng chưa có xin đệ tử nào một xin một cách. Thôi chỉ đưa Thiền Bát Nhã tới. Nhưng mà Thiền Bát Nhã đâu có thể kéo người ta lên. Thiền Bát Nhã mấy con phải bò lên á. Phải biết sám hối thì mới lên được Thiền Bát Nhã. Đi về trời mà. Còn Quỷ Dương á, mỗi một ngày nó mở khóa tu á, nó kêu mỗi Phật tử phải đem theo 100 người tới, rồi phải cúng dường cái quỷ tùm lum. Mỗi lần sư phụ đi á, thà ngồi ngoài trời mình không có tốt gì hết. Nhưng mà sư phụ không bao giờ để cho một đứa đệ tử nào á, tốt 5 đồng bạc kinh á. Mỗi lần sư phụ đi giống như kiểu này về Nam Cali á, phải lựa công viên, rồi phải chỗ nào mà có kinh free. Mình về trời mình không có tốn tiền, còn chỗ nào mà tiền bạc bạc á, là đi theo quỷ á. Nhớ lại cho phụ dạy cái đó. Nghe cho phụ nhà con có bằng thiên được 3 năm mà. Chứ trong được bằng thời cha 2 năm. Cái đó đó, nó là có phong tục 90.000 năm. Thì thể chế vô thần thông tính nước Việt, họ không có miếu muốn cho dân tộc biết Thượng Đế là ai. Họ chỉ muốn biết Hồ Chí Minh là Phật, đúng không? Và đồng thời họ không có muốn dân tộc 100 họ Bách Việt, 100 triệu người biết Phật là ai luôn. Họ mới cho những vị thầy quốc danh, tuy là mang áo vàng nhưng mà phá đạo, rồi cho những cọng cỏ thành ra những cọng tóc, để cho mấy triệu người vô đó, rồi bắt đầu chửi thầy Thích Trúc Thái Minh. Càng chửi chừng nào ổng được lên chức chừng đó. Mục đích là tạo tất cả lòng người nước Việt không có lòng tin ở Phật, không có lòng tin ở cha, chỉ có lòng tin duy nhất đó là Đảng và Hồ Chí Minh. Thì đưa cái dân tộc chúng ta xuống địa ngục. Ngu dân á, chính sách ngu dân. Bây giờ con không có cái gì con nắm thì con nắm ai? Con suy nghĩ đi. Không có cha, không mẹ, không có anh cả, hoặc là anh cả, không có cha, không có mẹ, con nắm ai? Suy nghĩ đó là chính sách của họ. Cho nên những vị thầy mà họ nói chuyện ồ không cần đốt nhang vô chùa mà đốt nhang chuyển ngân bằng tài khoản rồi đại khác, họ cố tình họ làm như vậy để cho mình nhìn lại cuốn kinh dạy là khấn hương á. Mỗi lần đọc kinh đại thừa, kinh nào cũng có chữ khấn hương, nhưng mà không kêu khấn hương Phật nào chứng, con hiểu không? Là mục đích để cho dân tộc Việt Nam ghét cái đạo Phật, để mà đi phản ảnh ngược lại, để mà chỉ có nắm một thứ thôi, để mà cứu rỗi. Thì nắm ai cũng biết rồi. Sư phụ, lúc mà mình thắp nhang á, mà mình tụng kinh á, nếu mà nhang nó hết, mình có cần phải đốt cái khác không? Cần đốt, nhưng mà con phải mở máy hút. Tại vì những vị Phật, Thánh Tiên, Bồ Tát xuống trần. Cũng giống như các con đi vô chuồng heo, chuồng gà, nó hôi lắm, thối. Thì mấy vị thương chúng ta, mấy vị mới đứng để chứng buổi lễ con đọc kinh. Nhưng mà cơ thể chúng ta đã dính trượt thối, thì cần có nhang để mà sái tịnh. Nhưng mà ngược lại, nhang mà là mấy con lựa nhang tốt nha, đừng có chất hóa học. Rồi mình để cho thơm á, mấy chư thiên, mấy chư Bồ Tát người ta đứng ở đó. Chứ rồi đứng trong chuồng heo nhiều quá, chúng ta giống như heo vậy, thì chúng ta ngu như heo. Thôi, được không, thầy? Cũng được, tạm được. Nhưng mà cơ thể con cũng hôi vậy. Nên nhang là để mà sạch tỉnh. Xịt dầu thơm tới khi đọc tên không cần dầu thang. Sư phụ, con muốn hỏi chúng con đốt đằng cây thì như thế nào? Đằng cây cũng được, nhưng mà sợ nó cháy nhà. Nhưng mà đằng cây á, nên đốt nhang thêm lửa nhang của Nhật hay là nhang thơm của Ấn Độ á. Chứ còn nhang kiểu Việt Nam nó tàu, trầu nó làm đổ gì trong đó mặt cưa bậy bạ. Bị xiển á, chết thì không chết là bị xiển sập sừ.
mình đâu có thể đọc thời kinh xong mình bị xỉu đâu, cho nên phải mở máy hút và đốt cái nhang ốm ốm nhỏ nhỏ thôi, chứ đừng có để cái nhang mà dài thòn khói, đừng có nên nữa đó. Con chào, tại vì con là ở Việt Nam, con quen anh nhà chào sư phụ, tại vì con thật sự là con là đảng công giáo, con xuất phát từ mới qua Mỹ, nói rất xúc động, từng gặp tình tượng á, rất là xúc động. Công giáo hả? Dạ, công giáo mà mẹ bạo lộng á, thật sự là mấy năm học, hồi xưa là trước khi đi Mỹ là có cái luật là dưới 18 tuổi thì được đi, nhưng mà trên tuổi đó nó không được đi. Lúc đó con như vậy tấm tắc thầy. Dạ, con ở Sacramento, ở San Tăng. Sao giờ con đang ở Houston là sao? Con Houston là con đi cái vấn đề là gặp offline. Thì có hữu nhà gặp offline. Yeah. Ở trong cái nhóm member của World of Life. Trong nhóm member này mà tự nhiên cái lòng của con không muốn quay ngược xe lại nha. Ồ vậy đi chung với anh Nhân đó hả? Dạ dạ. Hồi xưa ông Đại Phúc cũng có nhiều đệ tử lắm, mỗi lần mà đệ tử lên đi ông sẽ làm đệ tử mình đó. Tại vì là có trước khi một cái gạch bông mà đặt thì nó phải có đất có đá phải không? Trước khi thuyền lớn đưa mình đi ra khỏi hải phận quốc tế thì phải có vỏ giọt xuồng đồ đưa đó. Sư phụ là đại thất hạm đội chứa hết thiền bát nhã, cho nên những cái người mà lúc đầu á không biết thì đừng có bao giờ mà lên đó chửi sư phụ để mất cái duyên ở đời này. Sư phụ chỉ mong sư phụ thắng được ba là chừa cái khẩu nghiệp lại, đừng có bao giờ chửi con của thượng đế. Con của thượng đế xuống trần là chỉ là hy sinh cuộc đời vì nhân loại, không phải riêng nước Việt mà cho cả qua địa cầu thì sẽ còn được phước đời này. Còn sư phụ chính ba thần thần thánh ghi rõ từ lời từ chữ, cho nên ngày nào sư phụ cũng thánh thì nên nhớ sư phụ chỉ xuống một lần này là lần cuối cùng của một cái mang sắc phàm này. Sư phụ sẽ về trời là luôn với cha mẹ. Khi cái quả địa cầu này, thế giới này, nhất là nước Việt không còn sự bất công của nhân loại nữa, đó là lời nguyện trước khi sư phụ xuống trần. Thế giới này còn sự bất công, thế giới nha. Còn những thằng như Putin hay Tập Cận Bình hay là Biden á, sư phụ khẽ không thời không thành Phật. Các con thành Phật trước, sư phụ đang là Bồ Tát, giữ cái thai rồi Bồ Tát. Nhưng mà lần này mấy chị nói là con đã thành Phật rồi. Khi thế giới này thành thế giới đại đồng, nước Việt không còn sự bất công, công an không còn ăn hiếp dân nữa, thì con đã tội nguyện cái lời nguyện rồi. Kiếp này sư phụ về trời, cho nên nó đi một mình cũng buồn, thì gom hết đệ tử theo. Thiền Bát Nhã chứa đông lắm, với đức thầy nữa. Đức thầy thì chèo lái, sư phụ là chèo mũi, hai là cho kỳ này về thành Phật. Đức thầy thì đi về với Phật A Di Đà, sư phụ thì đi về với thiên đình với cha với mẹ. Đó là sự thật. Rồi tất cả những người đi đến trước đến sau không biết thì phải nghiên cứu, đừng có buông những lời mà phỉ báng hay là mấy vị thần thánh đó. Họ rất là không có vui, mà con thấy tuổi trẻ Việt Nam bây giờ nó ghê lắm. Giờ con đứng con xúc động, rồi bây giờ con nghĩ những lời sư phụ nói với anh Nhân á. Bộ có nãy giờ có nói gì sai không? Mấy con kiểm điểm là đi sẵn mình đang máy quay nè, mình gom lại clip này luôn. Nãy giờ có nói gì sai với ảnh không ta? Dạ không sai. Mấy từng lời từng chữ nó đi vào. Mấy con thấy có sai gì không? Dạ không. Ở chỗ kêu cái xây nhưng mà dưới nít đi thử là mà mới biết đá biết vàng không? Không biết chiều nay tới nhà chỗ bộ nói gì nữa. Sư phụ chỉ thật sự chỉ mong cái dân người Houston này nè biết cái nơi này là linh thiêng, đi về đây. Nơi sư phụ bây giờ chưa có phát triển cho này lớn, nó mới có khởi nguồn thì do lại cha lại mẹ. Nhưng mà dầu sao bước vô cái cổng đó là cũng là một cái mảnh đất không có hận thù, không có sân si, không có danh lợi, không có dụ dỗ, không có những cái gọi là như ở phố chợ ngoài đó. Chỉ có thần là ma hộ,
Phật Thánh và phong tục của mình, có cha có mẹ đang ngự ở đây. Mảnh đất nào mà có con của Thượng Đế lập ra, mảnh đất là mảnh đất gọi là thánh địa. Thiên Long Giang mãi mãi sẽ là thánh địa. Trên thế giới này, người cầm 10 tỷ đô hay là giàu cho giàu cỡ nào, xây lộng lẫy cỡ nào, mà nếu không phải cái chân mệnh mà lập ra, điều đó là của người phàm. Người cõi trời chỉ có xuống đây để mà thăm viếng người chúng ta. Người cõi trời không có thích những cái building hay những cái tòa nhà lớn ba chúc ba vàng gì đâu. Nơi đây nè, Phật Thánh Tiên lúc nào cũng lên xuống. Cho nên lâu lâu á, nên dẫn ba hay dẫn mẹ nó về đây chỉ ngồi gốc cây mà lựa mùa không có mũi á nghe. Đó, đó. Vô đây là khám cây nhang. Thì là mỗi một ngày đó là cuộc sống. Những người lớn tuổi Houston nó nên làm. Ba con cũng có về đây nữa cho bộ. Tức là mỗi ngày không được. Đây vô Bel-Air Hồng Kông 4 có 20 phút bao nhiêu? Ở dưới trường Việt Nam Bel-Air chỗ thì đâu có xa đâu, 20 phút. Cứ đem cái bịch đồ ăn theo vô đây lại cha lại mẹ ngồi đây ăn. Thì cái đó là cái nguồn sống. Nhưng cái màu nhiệm là chỗ này lúc nào cũng có những vị hộ pháp và những vị tiên ở trong đó. Người ta sẽ giải cái nghiệp cho mình. Thì cái màu nhiệm chỗ này nó khác hơn những cái chùa bự ở ngoài Houston ngoài đó, khác hơn xa đó, không có giống đâu. Ok, cho Hồ Chí gieo duyên được nhiều đây thôi nghe đệ tử. Rồi ở đây ai cần á con cứ phát ở đây đi. Sư phụ giờ vô đó con hết bao nhiêu tờ còn lại á. Giờ nếu mà không có chữ viết nó đâu ấy đâu. Trả lại đó. Cái hồ rảnh này chắc nữa, còn mấy cái này cho phụ không có ghê gì. Ô trả lại. Chắc lãnh tiền già trường dạ. Trăm đô á đổi dạ, tượng. Mấy con lãnh già dạ, chắc nó lãnh tiền của con đó. Đưa cho con ấy con gì phụ. Đó có đại phước á, con tặng con về con nói nó mẹ sẽ đưa con tờ này con đưa 50.000. Đại sư phụ nói cái tiệm của con sẽ bán đắt nhờ tờ này, nhiều tiền nó cũng mua á. Cô tặng mọi người đây 3 tấm cho 3 người để đợi nãy giờ. 3 người này.